Trong khoảng 2 tuần gần đây, số ca F0 phát hiện tại hầu hết các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên đều tăng vọt bất thường với hàng trăm ca tại mỗi địa phương trên một ngày. Thống kê từ các tỉnh thành ở miền Tây cho thấy ngoại trừ Long An, các địa phương còn lại có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, đặc biệt là mũi 2. Cụ thể, nếu không tính Long An, hiện tại chưa có tỉnh thành nào trong vùng đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 ở mức 100%. Ngày 3 tháng 11, lãnh đạo Bộ Y tế và Cục Y tế Dự phòng cũng đã có cuộc làm việc với các tỉnh Tây Nam Bộ về phòng chống COVID-19. Tính đến cuối tháng 10, còn 9 trên 19 tỉnh thành phía Nam có tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 dưới 70% là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang và Bình Phước. Nhiều địa phương cho biết lượng vaccine được phân bổ trong thời gian tới sẽ nhiều hơn và họ đang có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiêm, thậm chí tổ chức tiêm ban đêm. Số ca mắc COVID-19 tại Tây Nam Bộ đã gia tăng trong gần một tuần vừa qua và đang ở mức bình quân xấp xỉ 2.000 ca trên ngày, cao hơn 2 đến 2,5 lần so với đầu tháng 10, trong đó có nhiều ca cộng đồng. Bộ Y tế đã liên tiếp có các biện pháp hỗ trợ Tây Nam Bộ chống dịch. Ngày 1 tháng 11, Bộ đã có văn bản hỏa tốc đề nghị tăng cường phòng chống dịch tại Tây Nam Bộ. Các tỉnh miền Tây cũng đã bắt đầu thay đổi nhiều biện pháp ứng phó với dịch như xem xét điều trị F0 tại nhà để tránh quá tải. Cùng với đó là thay đổi từ chiến lược xét nghiệm cộng đồng sang chiến lược xét nghiệm trọng điểm. Tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao, tập trung trả kết quả xét nghiệm sớm trong 24 giờ để giảm nguồn lây trong cộng đồng.